đẹp hay xấu. Tất cả đều do năm nguyên tố tạo thành. Không có gì khác biệt với vạn vật trong thế gian. Sự giản đơn của vũ trụ khiến người ta kinh ngạc. Nếu chúng ta dùng con mắt nghệ thuật để nhìn, thì vạn vật trong thế gian cũng không có gì xấu đẹp. Này gió, này mây, này ánh mặt trời hay dòng nước trong xanh, cảnh sắc ngày thu và rừng trúc xanh tươi đẹp trước mắt này, nó đều rất đẹp. Chỉ do chúng ta chưa từng chú ý đến vẻ đẹp của chúng mà thôi. Mà thứ có thể làm xao xuyến lòng người nhất, đó là vẻ đẹp của người nữ. Nếu người nam bị vẻ đẹp của người nữ hấp dẫn, Nam mô A Di Đà Phật.